Qua đấu tranh khai thác ban đầu, đối tượng trộm cắp khai nhận đã thực hiện nhiều vụ trộm chó ở nhiều khu vực ở các xã Đoàn Kết, Đắc Năng, Sa Chim, Hòa Bình thuộc thành phố Kon Tum. Nay công an thành phố Kon Tum thông báo những ai là bị hại nhanh chóng đến trụ sở công an thành phố Kon Tum, số 33 Tạ Quang Bửu, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum để trình báo và nhận diện tài sản bị mất trộm. Trước đó, vào rạng sáng ngày 21 tháng 4, trong quá trình tuần tra kiểm soát, đội cảnh sát hình sự công an thành phố Kon Tum phát hiện hai đối tượng có biểu hiện nghi vấn đang mang 6 cá thể chó đến thôn Con Rờ Bàng 1, xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum để tiêu thụ. Lực lượng công an đã tiến hành bắt quả tang và thu giữ tại hiện trường một xe mô tô, một tiếp sắt dùng để bắt chó và 6 cá thể chó. Tại đây, đối tượng Trần Kim Thuân, trú tại thôn Phương Quý 1, xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum, cùng một đối tượng tên Duy, chưa rõ lai lịch, đã chạy thoát đang bán 6 cá thể chó trộm cắp được cho Phạm Thị Quảng, thường trú tại xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa, tạm trú tại thôn Con Rờ Bàng 1, xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum, với giá 2 triệu 800 nghìn đồng. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Kon Tum đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Kim Thuân và Phạm Thị Quảng để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.